giật khi nào tới em.
cơm chổng rồi đó hả? Có một canh gì không, lấy canh vô ăn nè chị. Có một canh gì không, lấy canh vô ăn nè. Cà có ăn mắm tôm em bỏ luôn. Cà có ăn mắm tôm em bỏ luôn. Thank you.
một cá hú với lòng thịt luộc. Bốn phần sao ơi? Mấy hộp em? Bốn hả? Dùng thành gửi cho nó thêm hộp nữa. Rồi trả luôn đủ hết hả? Là mình nghe nợ một hộp. Bữa nó nợ mình 5, nó 5 nay 2 nữa là 7. 3, thằng nó 3. Còn kia là 4 hộp. Bên kia 2 hộp, bên kia 2 hộp là 4. Bán thì em gửi qua đó nha. Thịt luộc cà pháo cái gì quá nè. Cá chiên chả. Giờ này rồi đi họp chánh trước đi. Vừa lấy đồ ăn, lấy 3 gói 50 đi. Rồi chị sao gói cơm ảnh nè. Chồng có chưa? Trời. Cơm gì ạ? Cái này nói cho rồi chứ không có. Còn phần cá để bỏ cá. Dạ. Cá với lấy mắm giùm ba nha. Dạ rồi. Anh thịt kho tiêu cái đủ hả? Cá hả? Cá chiên dạ 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 dạ. Coi đầy đủ đồ cho anh cơm thêm rồi chưa nha anh? Này nó cho mắm tôm nhiều không? Có mắm tôm nhiều rồi đó. Dòm kỹ lại. Đấy. Anh chị lấy canh chua hả? À? Rồi, canh chua coi đi. Canh chua đi, canh chua đi. Canh chua ăn đâu? Nước, nước.
không? Chiều không? Chiều nhiều. Mới hỏi nó không thiếu quá. Ông đem nguyên hũ rồi luôn này. Cá này yên chút còn không? Rồi. Mắm chan lên cơm. Mắm chan cơm nghe luôn ha. Thank you.
dĩa mở không. Ta ăn ta phải mất công chạy lại ta lấy nước mắm. Gần đây thì không sao, vụ xa xa cái nó chửi. Ba ăn gì mà kỳ thôi. Vô thấy ông ngồi nó mới nhăn rồi. Ai ông bán hả? Ờ, mới vừa vô ngồi lẽ đi. Là biết cái khó khăn này. Thôi tiền lại lẻ đi. Hay á. Có kêu còn mỗi lợi rồi.
luôn anh. Có một mình à, thế với một mình. Hả? Một phần cơm chuồng. Lấy cái ly rồi lại tới đây. Lấy hộp, mới hộp liền đi. Lấy cái chuồng nó lóc rồi, chồng nó lóc rồi. Rồi. Cho nhiều lóc xíu nha. Ừ. Lấy hè, lấy vòng quay rộng à. Ơi. Lấy thêm đó, thêm không? Lấy mình cho. Lấy em nè. Không, bạn mới trả cho em rồi đó. Trả. Ừ. Lấy mình đó. Rồi, lấy đi em, lấy đi. Nè, cái bọc này bỏ vô nhiều kìa. Nhiều hả? 16 nè. Cái bọc nó bỏ nước vô kìa. Trời sao hay vậy?